phòng kinh tế ủy ban nhân dân phường hòa quý của ngô hành sơn và chi cục trồng trọt và bảo vệ thực vật thành phố đà nẵng vừa tổ chức đoàn đi thăm và kiểm tra tình hình sản xuất vụ đông xuân tân sửu 2021 trên địa bàn phường hòa quý tại ba cánh đồng lúa hữu cơ mân quang an lưu và khái tây và các ruộng lúa canh tác truyền thống của phường hòa quý đoàn kiểm tra phấn khởi trước tình hình phát triển của cây lúa vụ đông xuân này cây lúa xanh tốt đang trong giai đoạn chuyển giao đẻ nhánh ít dịch bệnh, dự báo một vụ mùa năng suất cao. Thì qua thăm cánh đồng lúa rất là tuyệt vời, chưa có năm nào mà nếu mà qua thăm lúa mà nó đọt đẹp bằng như năm nay. Ngay từ đầu vụ thì cũng đã làm việc với sĩ nghiệp thủy lợi dụng bờn, cũng đã đảm bảo được cái nguồn nước tưới và trong cái quá trình tổ chức sản xuất thì phường cũng đã chỉ đạo hợp xã chỉ đạo cho cho nhân dân tổ chức kiểm tra đồng thường xuyên và chăm bón lúa. Thì qua cái công tác kiểm tra đồng sáng hôm nay thì nhìn chung là cây lúa phát triển tốt. Đặc biệt, vụ đông xuân năm nay, phường Hòa Quý đang triển khai thí điểm trồng 10.000 bịch nấm bào ngư tím, loại nấm được nuôi trồng theo quy trình đơn giản. Người nông dân có thể quyết định thời gian thu hoạch bằng cách tính thời gian để nuôi dưỡng phôi giống, theo đó đem lại giá thành cao và đầu ra ổn định. Cuối tháng 2 và đầu tháng 3 sẽ bắt đầu thu hoạch lần đầu tiên và tiếp tục hợp tác xã sẽ trao thêm 10.000 bịch trong cái dòng bên kia nữa cho nên là hướng của hợp tác xã là phải làm ăn phát triển và phát triển lâu dài hơn nữa và giá trị đầu ra là hiện nay là đã ký kết cho nên vấn đề là vấn đề tiêu thụ ấy, bây giờ không ngại vụ đông xuân 2021 này phường hoa quý gieo trồng 211 hecta trong đó 106 hecta lúa nhờ triển khai thực hiện tốt công tác chỉ đạo điều hành về thời vụ cơ cấu giống các giải pháp kỹ thuật áp dụng trong sản xuất dự báo vụ chính lúa Đông Xuân 2020-2021 của bà con nông dân phường Hòa Quý hứa hẹn một vụ mùa no ấm khởi đầu cho năm 2021 nhiều thuận lợi.